Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Mảnh ghép yêu thương chào em. Dạ, em chào anh. Rồi em chào quý vị khán giả ha. Dạ, em chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Em tên Thoa, em 49 tuổi. Cái gì Thoa? Em tên Nguyễn Thị Thoa, 49 tuổi, em ở Gò Công mà em ở huyện Tân Phú Đông. Nguyễn Thị Thoa, 49 tuổi là năm mấy ta? Năm 1975. Dạ, em là trong giấy em là 1975. Nhưng mà má em nói là hồi đó sanh qua lọt qua mấy ngày bên 76 nên má em vẫn làm em 1975. Thì tính theo giấy đi, mẹ làm 1975 thì năm nay 49 tuổi. Tuổi mẹo ha. Đến từ Gò Công Đông hả? Dạ không anh, huyện Tân Phú Đông. Tân Phú Đông, Gò Công Tây hay Đông? Dạ không Đông mà không Tây, mà bây giờ là huyện mới Tân Phú Đông. Huyện Tân Phú Đông, Gò Công. Dạ, cũng là Gò Công, nhưng mà huyện mới thành lập anh. Hà Kỳ có bị thiếu nước không? Dạ có anh. Rồi có đi chắc nước nhiều không? Ở nhà em mà có hồ chứa nước nên em có đủ nước xài. Cũng hên ha. Rồi bây giờ đây là cái thể lệ của chương trình. Phải là quên hoài ta cái khúc này, bỏ chắc lại là tên gì quên rồi. Em tên Nguyễn Thị Thoa. Rồi đây là thể lệ của chương trình Thoa nè. Thoa có đồng ý cho mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của Thoa đăng lên mạng xã hội không? Dạ em đồng ý. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân Thoa yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được ha. Dạ. Thoa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Dạ. Hôn nhân gia đình của Thoa hiện nay như thế nào? Hôn nhân của em á là em với ông xã em chia tay nay 3 năm rồi. Hai người được mấy người con? Dạ hai em. Trai gái? Con gái em một trai một gái. Là chắc lớn hết. Dạ lớn hết ạ. Có gả cưới hết chưa? Con gái em thì gả rồi, nay 5 năm, còn trai em thì tháng 11 này đám cưới. Vậy cũng xong xuôi hết ha. Hiện nay ở Gò Công là Tho đang ở nhà của Tho hay nhà của ai? Em ở nhà của em. Thoa ở chung với ai? Em ở với con trai em. Bạn trai hả? Hiện nay Thoa làm công việc gì? Em hả? Em trồng xả vòng vòng như đó chứ. Trồng xả vòng vòng rồi thu hoạch xả đem bán hả? Dạ đúng rồi. Trồng nhiều không? Em cũng được dài công đất, nhưng mà từ khi ông xã em đi tới giờ là em cho thuê ở nổ mẫu thì em cho thuê, còn ở xung quanh nhà khoảng gần 2 công thì tự em làm. Wow, cũng 7 công đất ha, nửa mẫu thì cho thuê. Cho thuê chắc cũng đâu có nhiều tiền hả? Dạ không, anh cho thuê một năm có 8 triệu à. Ừ, nó rẻ, giống như mình bỏ công thì cũng phí ha. Dạ. Hai công trồng xả, trồng xả đó thu hoạch thường không? Một năm thu hoạch 2 lần. Năm thu hoạch 2 lần, một lần bán được mấy trăm triệu. Một lần bán được vài triệu. Một năm thu hoạch 2 lần, một lần bán có vài triệu, một năm là có chạy như khoảng chục triệu à. Mà sống một năm trời luôn á hả? Thì mình tiện tảng mình nhín nhất, mình sống qua ngày vậy đó.
Vậy mà cũng hay ha, lo cho con gái có chồng rồi bây giờ tới con trai chuẩn bị có vợ nữa. Thì cũng mình thu xếp theo cái khả năng của mình ha. Rồi Thôi này, Thôi có thể cho biết một chút xíu gì sao mà Thôi cũng cũng xinh gái mà tại sao mà dẫn đến sự chia tay? Tại cũng do nhiều lý do, nhiều cái hoàn cảnh nó khắc nghiệt, nó không có, nói chung không có tiếng nói chung Khắc nghiệt. thì Khắc nghiệt là người ta nói thí dụ như là bão táp mưa giông hay là ở sa mạc rồi thiếu nước hay nói là chung ở là châu Phi cái cuộc đời của em là hầu như là bão táp mưa sa là nó ập cả lên người em, nên em không thể nào mà em chịu nổi. Thành ra từ 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 rồi mình tự động hai đứa buông tay thôi. bão táp mưa sa. Rồi cái khi mà bão táp mưa sa nó ập đến là bao lâu rồi? À, chắc 3 năm nay thì hai đứa chắc cũng cũng có chiến tranh thầm lặng cũng vài năm, cũng âm thầm cũng 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 cái kiểu như là không biết nói, không biết diễn tả sao nữa. Rồi thẳng rồi chia tay là khoảng 3 năm nay. Rồi sau khi chia tay với ông xã đó, thời gian gần đây có quen anh nào ở bên ngoài không? Hay là quen một mối tình nào khác ở bên ngoài không? Nói chung là cũng nhiều người gợi ý kết nối với em, nhưng mà sao mà em không thấy ai hợp với mình hết, Sao kỳ em vậy? không thấy hợp, Kén em quá cũng hả? không hiểu, em cũng không hiểu sao nữa. Có kén không? Anh cũng biết là bây giờ mình chọn một người ăn chung ngủ chung và đi chung một con đường thì cũng phải hợp mới cùng nhau được, đúng không? Là không hợp làm sao mình ráp lại được Chưa đến cái mà sẽ người biết hợp hợp hay không hợp, chỉ mới là tìm hiểu nói chuyện bên ngoài là cũng thấy không hợp rồi hả? em không biết sao nữa. Nhiều khi cái tiếng nói của người đó cái làm cho mình không có ấn tượng, và nhiều khi cái gương mặt cũng không hợp với mình, và nhiều khi cái người đó mà nói ra cái những cái từ mà mình cảm thấy mà mình cũng không hợp. Còn cái người mà mình thấy là cũng như cái nhìn cái người, em cũng không hiểu tại sao mình nhìn ở trên đời này, anh thấy bao nhiêu người á, người ta xứng đôi vừa lứa hết thì đương nhiên người ta hợp với nhau, người ta mới đi chung, ta mới cùng chung được. Là những cái người mình thấy thích hợp vậy người ta có chủ hết. Khó quá Khó. hả? Rồi Thoa cao bao nhiêu nè? Em cao 1m58. Cũng chuẩn là cân nặng. Em cân nặng 58 kg. Cao 1m58, nặng 58 luôn, hai cái bằng nhau. Rồi cuộc sống hàng ngày Thoa có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì? Cái điểm Điểm mạnh mạnh của mình, cái ưu điểm của mình á. có ưu điểm mà có ưu điểm là hòa đồng, vui vẻ, thích ca hát, rồi nói chung là ai em cũng chơi được hết. Nhưng mà em thấy nếu mà mình không được tôn trọng thì tự em rời đi thôi, vậy thôi. Rồi khuyết điểm. Khuyết điểm của em, khuyết điểm của em á thì hay tuổi hay khóc. Ngày tủ ngày không. Nhiều khi thấy người ta có bạn có đôi á, đi ra ngoài đường á, đi ra ngoài đường vui chơi bao nhiêu á thì vui lắm nha, nhưng mà thấy ai đi á, có đủ đôi đủ bạn á, cái về nhà hay tuổi hay khóc. Rồi
Nãy giờ thấy có khóc đâu, thấy cười không mà. Nói giờ em đâu có thấy ai mà chung ra có đâu có bạn đâu, em chỉ thấy mình anh mà em cũng không thấy hình anh, em đâu khóc được. Theo lẽ là ta tuổi thì mà ta nhắc tới chuyện buồn là ta khóc, chứ này thấy toàn là cười không có khóc đâu. Trời ơi, em lên đây khóc anh. Tao cũng có nhiều người đã khóc á. Giờ muốn khóc không, lát thầy nói cho khóc luôn á. Thôi em không khóc đâu, khóc lên đây ta cười chết. Hồi nãy nói cái điểm mạnh là cũng thích ca hát đúng không? Đúng. Ừ, cái này dính cháu rồi nè. Bây giờ có thường đi những cái tụ điểm hát với nhau không? Có anh. Có hả? Chắc ngày nào cũng đi ha? Không anh, đâu ngày nào cũng đi. Ở Gò Công nhiều, ở Gò Công nhiều điểm hát với nhau lắm à? Đúng rồi. Ừ. Lại đó là thích hát nhạc trẻ hay là nhạc buồn? Hầu như nhạc gì hát cũng được. Nhạc gì cũng hát được luôn hả? Hay dữ vậy? Thì mình vui là chính mà. Mình hát bây giờ mình thích là mình hát thôi. Bây giờ hôm nay là bây giờ vui là chính, thích là hát. Bây giờ hôm nay hát cái bản nào tặng cho quý vị khán giả cũng như nửa cái mảnh ghép chuẩn bị đến với cuộc đời của Kho hôm nay. Nghe hát không có đời sao hát được. Hát chay mới là hay. Thích cái bản gì nè, bản gì nè. Là gì ta? Giờ tôi nghe anh nói chừng sao em nhớ ra bài gì vậy? Giờ em bị viêm họng mấy ngày nữa rồi em hát không ra tiếng rồi khán giả cười em chết. Đâu có sao, mình đâu phải ca sĩ đâu, mình hát góp vui thôi mà. Bây giờ thích hát bản gì nhất? Thường thường đi tụ điểm hát với nhau hát bản gì nhất? Em hát nhiều bài quá, giờ em cũng không nhớ em hát bài gì nhiều nhất. Có hát bolero không? Có hát mấy cái dòng nhạc bò leo rào không? là bolero đó. À, bây giờ em hát một khúc đi ha. Được không được gì cũng quý vị khán giả bỏ qua cho em nha. Rồi bỏ qua rồi bỏ qua cho nó hát đi. Một tí thôi nha. Rồi một tí thôi, khoảng nửa bản được rồi. Ở gì nửa bài dữ vậy? Nửa bài có một phút mấy chứ nhiều. Nửa bài nhiều lắm anh. Tụ. Sao em? Hát đi, bán gì? Bài gì vậy ta? để em nghiệm ra cái em hát bài gì ha. Giờ bác tử hư á, bài hát em cũng không biết hát bài gì nữa mà. Dạ hát một khúc đi, em nhớ khúc nào, hát khúc đó đi. Hát liền khúc hả? Dạ. Hát liền khúc hay gì? Không phải, em hát một đoạn thôi. Rồi một đoạn bài hát đi. Bóng đò cặp ngang bến sông, biết ánh sáng lòng em vui thầm. Viết bài thơ trên giấy hoa, mang tiếng yêu gửi trao tình em. Thầm mong tôi sẽ mỗi để cho hai đứa mình gần nhau. Hẹn mai xưa đông tới, đón em về chưa tròn tình anh. Thôi hát dễ thôi, tại em càng tiếng. Chứ thần không có nhạc em hát cũng không có được, em hát cũng hay mà. Cầu mong ông Mai xe mối ha. Thì hôm nay đến với chương trình thì ông Mai xe mối cho, có sao đâu. Rồi Kho có cái một cái sở thích gì đặc biệt không? Sở thích của riêng em á. Của riêng mình, ví dụ như là thích đi du lịch, thích đi chùa, thích đi nhà thờ, hay là thích đi mua sắm, thích nói chung vân vân.
Nói chung là tất cả những điều anh nói là em đều thích hết. Cảm ơn thầy. Em là đạo Phật, em không có đi nhà thờ, nhưng mà em thích đi chùa, em cũng thích đi du lịch. Thưa Phò, xem chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương lâu chưa? Em cũng xem lâu rồi anh. Rồi thấy sao? Thấy sao mà bữa nay quyết định gọi đến chương trình? Thì em cũng thấy vui á, em cũng thấy là chương trình Kết Nối Yêu Thương thì tìm cái mảnh ghép nữa còn lại cho những người bất hạnh cũng như em, cũng như ai cũng được quyền ao ước một cái tương lai, một cái hạnh phúc, một cái niềm vui riêng cho mình. Bởi vì cái từng tuổi này rồi thì cũng mong tìm được một cái bờ vai để nương tựa, để mình tựa vào những lúc mà trái gió trở trời á. Thì thấy người ta có đôi có bạn thì mình cũng ao ước như vậy, mà không biết là có đủ duyên để được vậy hay không. Thì nhờ anh tìm giúp giùm em một cái người để cho em, để nắm tay em đi nửa quãng đời còn lại. Tìm một bờ vai vững chắc ha. Dạ. Dựa vô cửa sổ không chắc hơn cái bờ vai sao? Cái cửa sổ nó không có biết đưa thuốc cho mình uống anh. À vậy ha. Dạ. Thế đeo chiếc vòng đó chắc cũng là Phật tử thuần thành ha. Dạ đúng rồi. Rồi hôm nay Tho đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương. Tho muốn tìm cái nửa mảnh ghép của mình là mẫu người đàn ông như thế nào mới hợp với cuộc sống của mình. Dạ. Cái mẫu người của em tìm á là người nghĩ sao là người đó thương em. Nếu như là người đó là thương em, cái người đó hợp với em là chính. Còn người đó là phải biết lo làm ăn, biết cầu tiến. Nói chung là sống ở đâu, dù sống ở đâu mà miễn là cố gắng làm ăn là mình sẽ có tất cả. Sợ là mình không làm thôi, chứ nếu mà mình đã cố gắng làm rồi thì cho dù thế nào cũng có ăn, đúng không? Cái đó cũng hình trùng, cũng không biết nữa. Mình có cái người mà mình có cái người mà lười làm là được rồi. Có ăn thì chắc chắn thì có ăn rồi đó, nhưng mà còn cái vấn đề có dư giả hay không, hay là có giàu có hay không, cái đó chuyện nó hên xui, không biết. Có ăn thì ngày nào người nào không có ăn, đúng không? Thì cũng như bây giờ đó, nói như thế nào cũng không có bằng cái gút lại là hợp với mình là chính, là quan trọng. Rồi, một người hợp, biết thương ha. Rồi, có tình anh đó công ăn việc làm ổn định, nhà cửa ổn định không? Dạ, bây giờ tùy duyên đi. Ví dụ đó, cái người hợp với em á là tới đó rồi tính đi, cái người đó có nhà hay không có nhà thì tới đó mình quyết định đi, miễn đủ duyên là rồi. Thí dụ nó đủ duyên mà người đó không có nhà rồi thì sao? Ví dụ người đó có công ăn việc làm, người đó có một cái cầu tiến, người đó dù cho ở đâu em không cần biết, nhưng người đó thương em, người đó dù không có nhà nhưng mà người đó biết lo làm ăn, có một chút ít chỉnh vốn thì nhà em có sẵn. Rồi nhà có sẵn rồi, con trai cưới vợ rồi, nó ở đâu? Con trai cưới vợ thì cũng ở nhà này, nhưng mà nhà em thì phòng ấy nó ở. Rồi ở lâu dài rồi, còn con trai nè, rồi con dâu nè, nó đủ thứ phức tạp, thôi có suy nghĩ kỹ chưa? Thôi tính sao đi. Em học mà đất còn nhiều mà, đúng không? Đi ra cất cái chồi lá, đi ra cất cái chồi lá, hai quả tim vàng. Đất còn mà lo gì. Rồi bây giờ có muốn anh đó là cao nặng bao nhiêu không? Dạ cũng cao hơn em đi. Cao hơn thì hẳn nhiên cũng phải muốn cao hơn rồi. Độ bây giờ quan trọng nhất là độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu?
khoảng 60 đổ lại đi anh. Từ vậy là từ 49 tới 60 hả? Dạ. Từ bằng tuổi ha, cho tới 60 ha. Dạ. Rồi, có thích anh đó người vùng miền nào không? Theo em á là người miền Nam á thì có nghĩa là ok ha. Người miền Nam nhiều, dù gì cái ngôn ngữ cũng như cái phong tục tập quán nó cũng quen hơn ha. Dạ. Có thích đi nước ngoài không? Nghe tới nước ngoài chúng ta lên cằm kìa, sao? À, đi nước ngoài thì cũng thích đó anh, nhưng mà theo cái ý nguyện của em á là nếu như mà có được may mắn được đi nước ngoài á thì em lo xong cho con trai em rồi cưới vợ rồi xong là em đi cũng được. Đi cũng được ha. Nhưng mà ví dụ như đi qua bển mình có chuẩn bị tinh thần là ví dụ như qua nước xa lạ mình phải có chuẩn bị cái gì cho bản thân không? Ví dụ qua bển làm việc gì nè. Đó. Rồi có biết tiếng không? Đó. Rồi đủ dạ nước cái. Cái đó là không hết luôn. À. Chứ thường thường thấy đi nước ngoài đâu có sướng bằng ở Việt Nam đâu không? Đúng rồi, các anh ở Việt Nam thì hàng khối anh đẹp trai, hàng khối anh có điều kiện thì mắc mớ gì mình phải đi nước ngoài chi cho nó xa xôi. Thôi chung quy tùy duyên đi ha. Mình hôm nay là kho lên bày tỏ bản thân thì các anh ở độ tuổi từ 49 tới 60, nhất là các anh ở miền Nam từ Sài Gòn đổ về miền Tây, các anh nào thấy cái tiêu chí của kho đưa ra hợp với cuộc sống của mình thì nhanh tay gọi về số chương trình. Chương trình sẽ sắp xếp cho hai người có một cái buổi gặp gỡ giao lưu tìm hiểu với nhau. Nếu thấy hợp thì hai người tự cho số ha. Một bên mà không đồng ý, một bên đồng ý thì cũng không bên nào được số cả. Đây là thể lệ của chương trình, cũng thông báo cho quý vị biết để rõ hơn. Và số trên màn hình quý vị theo dõi không phải là số của nhân vật mà là số của chương trình. Các anh cũng hạn chế ha, gọi đến còn là hỏi tên chị này chị kia có phải không, rồi cứ điện liên tục, điện không nói bất kể giờ giấc. Đây là số của chương trình chứ không phải là số của nhân vật. Dạ bây giờ Tho còn có cái lời nào để nhắn gửi đến cho các anh để các anh sau khi xem cái video này nè, các anh sẽ kết nối với mình lẹ hơn. Cười nữa, cười tỏ nắng này, chứ này là các anh là ở miền Nam này say cười. Em cũng có đôi lời gửi đến mấy anh mấy chị của lên chương trình kết nối yêu thương của anh á, là em chúc cho mấy anh mấy chị mà ai mà tìm được nhau rồi á thì sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi hạnh phúc. Còn ai mà chưa tìm được nhau á thì cố gắng đi tìm, bởi vì trong cuộc sống á chỉ có cái hạnh phúc của riêng mình là mãi mãi thôi. Còn cái hạnh phúc mà cũng như bây giờ cái từng tuổi này rồi á thì anh thấy là khi trái gió trở trời á, một mình nó buồn tuổi dữ lắm. Chỉ mong là tìm được một cái người thật sự yêu thương mình, thật sự cùng mình để vượt qua những lúc mà đau yếu như vậy, chăm sóc lẫn nhau, thì em mong là tìm được một cái bờ vai thật sự vững chắc mà thật sự là được yêu thương trọn vẹn. Thì nếu như có anh nào mà hợp với em thì cũng cùng nhau cho nhau một cơ hội. Bởi vì cái cuộc sống bây giờ quan trọng nhất á, cái tuổi về già thì chỉ có hai người chăm sóc lẫn nhau là ông chăm bà chăm ông thôi, chứ con cái thì nó có một cái cuộc sống riêng của nó hết rồi. Thì mong sao mọi người, tất cả mọi người tìm được nhau mà phải hợp nhau, phải đúng đúng người đúng thời điểm
Chứ đừng có sai đúng người mà sai thời điểm cũng không được, mà sai người đúng thời điểm cũng không được. Thì em mong là mọi người phải cùng nhau hợp nhau, đúng người đúng thời điểm, đúng lúc để hạnh phúc, đúng người sẽ được yêu thương. Rồi à, bây giờ chương trình xin ghi nhận sự chia sẻ nãy giờ của Thoa ha. Chân thành cảm ơn Thoa. Và chúc Thoa gặp được nhiều may mắn trên cái bước đường tìm lại nửa mảnh ghép yêu thương được như cái ý muốn của mình ha. Dạ. Rồi bây giờ Thoa chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc. Chào chương trình, chào quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả một đêm ngon giấc và mơ ngủ ngon mà mơ đẹp. Rồi, cảm ơn. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào Phan. Dạ, chào anh. Bye bye.